chào anh em nhé, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em, ngày hôm nay mình với Phương Cầy đang đi chơi anh em. Đấy, mình Phương Cầy đang đi chơi, đang đi con xe của mẹ mình. Đấy. Ngày mai hết tiền đi ô tô anh em, chuyển sang đi xe máy, lại xăng dầu nó đắt không? Sắp tới mình còn chuyển sang mình đi xe đạp rồi. Hôm nay anh em mình đang lên nhà anh Dương chơi các bạn ạ, đang lên nhà admin Nguyễn Đình Dương. Dương phải lên cái gì ấy? Cái gì ấy? Từ điển à. Vâng, và trước khi vào cái phần lên anh Dương thì ngày nay mình lại xin anh em 2 phút nha. Mình sẽ lại xin anh em 2 phút để giới thiệu về cái con game KU này, một cái tựa game kiếm tiền online trên mạng xã hội hiện tại bây giờ. Mình đang cảm thấy nó là một cái uy tín nhất và mình trải nghiệm được khá là lâu rồi. Đấy, thì trong những cái video trước ấy thì mình cũng đã hướng dẫn anh em về cái con game này rồi, và đây là giao diện của nó nha các bạn nhá. Trong này thì rất là nhiều trò chơi cho anh em lựa chọn đây. Lấy những cái tên này, đấy những cái trò chơi anh em nào thích chơi trò nào thì chơi trò đấy, mà những cái trò mà các bạn không biết ấy thì trong này nó đều có hướng dẫn hết rồi. Và đầu tiên thì chúng ta tham gia cái game này thì anh em sẽ phải đăng nhập bằng số điện thoại của mình nhá. Đăng ký số điện thoại của mình, sau khi anh em đăng ký số điện thoại thì sẽ nhận được một cái số tiền hỗ trợ đến từ game. Nó là 6.868 đồng anh em ạ. Đấy, như vậy là đăng nhập không anh em đã có 6.868 đồng rồi, và sau đó thì anh em sẽ vào cái phần sự kiện này mà báo danh hàng ngày nhá. Hôm nay thì mình sẽ báo danh này. Đấy, vừa rồi mình báo danh xong mình đã nhận được 3.000 rồi. 3.900 thì cứ cho là 4.000 đi. Như vậy là các bạn đã có 9.000 rồi. 9.000 gọi là 10.000. À, 10.000 rồi. Và sau đó thì anh em sẽ tham gia cây tiền, chặt cây tiền nữa. Đấy, để nhận tiền. Và một cái cách nhận tiền free nữa đó chính là anh em vào cái phần chia sẻ này. Chia sẻ lên Zalo, Facebook, mỗi một người bạn bè của các bạn tham gia là các bạn sẽ có 3.000 đồng. Đấy, như vậy các bạn chẳng làm gì đã có 13.000 trong tài khoản rồi các bạn. Rất là đơn giản thôi. Và tiếp theo đó thì anh em sẽ tham gia chơi để nhận thưởng ở trong này đấy. Quay thú siêu xe bắn cá các kiểu, mình đã tham gia cho các bạn xem một số trò chơi rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ tham gia bóng đá nhá. Thường thường thì như các bạn mới chơi thì mình sẽ vào cái phòng dân thường này đi. Đấy, mình sẽ vào cái phòng dân thường này và ấn vào quay này. Thế cái dấu quay bên góc này, bên phải của màn hình đấy, mình sẽ bấm vào quay đấy, bắt đầu quay. Ok, mình sẽ đặt cược nhá. Mình sẽ đặt cược cái số tiền là 50 đi. Ở đây thì ok các bạn, như vừa rồi thì mình đã nhận được 16.000 rồi các bạn ạ. 16.000 đồng. Đấy. 17 18 rồi. Nếu có lên đến 19 không? 19.000. Đấy, như phát quay vừa rồi là mình nhận được. Ui giời. Ui. 26.000. Vẫn chưa hết à? Chưa hết à? 26.500 đồng anh em ạ. Như cái phát quay vừa rồi. Như vậy là sáng nay mà mình đã có một cái bát phở sang rồi, hàng đặc biệt rồi. Ok các bạn, ở đây thì mình đã bảo rồi. Trong những video trước thì mình cũng hướng dẫn anh em chơi đấy. Các bạn nào mà không biết thì vào cái phần hỗ trợ này, nó sẽ có cái phần hỗ trợ ở đây, nó sẽ hướng dẫn anh em chơi tất cả những con game ở trong này. Ok các bạn. Ngày nay mình kiếm vậy là đủ rồi. 26.500 đồng. Đấy, ok, quá ngon, ngon hơn luôn. À, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn anh em cách nạp tiền đây. Nạp tiền thì nó sẽ có những cái chế độ nạp tiền đây, thẻ cào này, MomoPay, ZaloPay, Quy Đạo Banking và iBanking. Đấy, anh em chỉ cần ấn vào nạp tiền và sau đó đợi tầm 5 phút là tiền nó sẽ về đến tài khoản các bạn nhé. Và sau đó anh em muốn rút tiền thì ấn vào cái phần đổi thưởng ở bên góc này. Đấy, ấn vào cái phần đổi thưởng bên góc và add số tài khoản ngân hàng của mình vào đây và ấn rút tiền là anh em có tiền về tài khoản rồi nhá. Ok các bạn, chúc tất cả các bạn chơi game may mắn nhá. Bye bye. Đấy, các cháu học giỏi lắm, đi ngang đường về vứt bẹ sách đi, sách cặp không cho nó giỏi. Đây. Anh em mình đang lên nhà anh Dương đấy, bảo anh Dương hôm nay anh có con siêu phẩm là gì đấy, không biết là carbon hay tre. Mình hãy lên mình review cho các bạn xem cho nó khoái anh em ạ. Chứ với cái thời tiết mà nó không có gió như thế này ấy, với cái thời tiết không có gió như thế này thì mình nghĩ là mình chỉ có nên đi câu cá hoặc là đi review diều thôi, chứ bảo để test thì nó chán và nó nhạt vãi đạn ra. Để thay đổi cái không khí mà nó không bị nhạt ấy thì mình quyết định đi review diều. Và sau cái video này thì về sau thì mình sẽ ấy. Và sau cái video này thì mình sẽ quay lại cái ao mà mình câu được cái con tre lai 4,5 cân ấy. Ngày mai thì mình sẽ quay về cái ao đấy. Mình sẽ quay về cái ao đấy và mình tát cạn cái ao đấy luôn. Mượn máy hút anh em. Mượn máy hút đấy. Và mượn máy nó hút sạch luôn. Hút sạch xong là gặp gái còn thời gian lên. Không gặp gái là mình phải mày cũng biết à? Không biết. Và mình sẽ tát cạn cái ao đấy để mình xem mà nó có những cái con gì dưới đấy, có con hàng khủng nó không. Ok các bạn. Các bạn chơi. Xong rồi lắp quả đó. Thế ta thử lắp không cho cá. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà anh Dương các bạn ạ. Lại có mặt cả anh Trường luôn. Đấy, rất là nhiều anh em. À? Thế lấy cái dây to thôi mà lần nào. Rất là nhiều anh em quay từ ngoài này vào cho nó sáng này. Rất là nhiều anh em quan tâm đến anh Trường trong cái thời gian vừa rồi. Muốn đặt khung diều đấy, muốn đặt khung diều của anh nhưng mà em quên em không lấy số điện thoại của anh đấy. Anh đọc luôn cho mọi người cái số điện thoại của anh. Quên rồi. 0358 nhá. 481011. Anh nào giờ che cứ liên hệ mình nhá. 0358 à? 0358 Trường Che Mỏ. 0358 bao nhiêu này? 461 461 011. Rồi anh em nhớ nhá, tí nữa thì mình sẽ ghim xuống bên dưới video để cho anh em nào có nhu cầu đặt khung diều, đặt khung tre thì có thể liên hệ anh. Đây đây, đây là một con diều của anh em đến từ Thái Bình. Đặt anh Dương. Thừa một hai ly cho cả. Anh Dương này, con này là người ta đặt. Con này người ta đặt cả diều à? Cả diều, cả cái sáo luôn. Cả cái sáo đấy luôn á. Đấy. Một con diều này có sự góp mặt của hai nghệ nhân, hai nghiện nhân.
Anh Dương anh em may áo, còn anh Trường anh lên khung. Vừa mới buộc xong hả anh? Vừa buộc xong. Anh vót xong hết xong bắt đầu mang lên đây là buộc pát các thứ này. Vừa vót xong mang lên đấy. Thế nào em thấy dính dính. Keo đấy, chưa rõ, chưa bị nguội. Nóng hổi luôn. Test xong phát là gửi đi luôn. Đấy. Rất nét luôn. Những cái đường trà trông nó rất là mịn anh em ạ. Đấy. Đây là một cái nhà trà ấy. Đây là một con đơn thủy nguyên, đơn vành thủy nguyên. Keo rồi, lấy đâu dán? Chủ diều ấy chơi trội đấy. Đó, đặt cả diều cả sáo có cả dây không? Không, cái đơn của anh chơi nhưng mà đơn của anh chơi cả lại cả. Thế là anh lại bán. À. Con đơn này con đơn mới nhỉ? Ừ. Đơn hàng đẳng cấp trông hay nhỉ. Ấy, tí vào đầu. Ra con này. Con này kêu đanh hết đấy nhỉ. Có bao líp không mày? Bao tất cả líp, diều gãy không líp. Diều gãy không líp cơ á? Khẳng định luôn. Không như tầm dày à? Tầm dày nhỉ. Con này tầm bao tiền anh nhỉ? Dây sữa cũng chưa nhỏ. Anh Trường này, anh Trường. Con này tầm bao tiền? Hả? Con này tầm bao tiền? 6 lít. 6 lít à? Ừ, rẻ nhỉ. Ôi, vàng đơn 60 hả anh? Mang treo. Hả? Không mang đi. À, trên đây cũng mang đạp treo đấy cả. 60 à? Chế hết rồi thì việc buộc. 60 à? Ừ, 60. Đấy, 60, 6 lít. Chủ diều chơi trội phải à? 100.000 một gì nhỉ? 1 xăng. 100.000 một xăng. 1 cm đấy các bạn. Hay 100 là 1 triệu. Hôm nay đi xong. Chỉ mây. Xong đâu? Nhỉ? Ừ, cứ làm đi. Đấy, cắm cắm tạm vào đây, cắm cắm tạm đây. Khung này. Khung này anh sơn rồi phải không? Sơn đấy, sơn bóng hết rồi. Sơn bóng rồi, nó mới mịn này chứ. Ui, nét vãi đạn anh em ạ, đây của khung này. Cái này vừa ai buộc hai cái này mà. Tôi dám rõ nhiều lắm. Anh lên khung lắp ghép, anh có nhận lên khung dầu liền không? Dầu liền, không lên dầu liền thì chơi thôi. Dầu liền lên. À dầu liền là anh bán cả con này. Không, không làm dầu liền. À anh dầu liền là không có kia, không kẹt kia. À chỉ làm lắp ghép thôi nhỉ. Dầu liền giết thời gian lắm. Anh Trưởng anh chuyên khung tre lắp ghép nha các bạn nhé. Anh em có nhu cầu đặt khung tre lắp ghép thì hãng liên hệ anh ấy chứ anh không làm dầu liền đâu. Thế dầu liền thì anh em phải liên hệ chỗ khác. Đấy, liên hệ anh Dương. Chuyên dầu liền. Đấy. Chuyên làm áo lắp ghép cho dầu liền đúng không? Lắp ghép cho dầu liền. Thế xò kiểu gì? Xò bình thường. Xò vẫn buộc bình thường. Vẫn làm như bình thường. Vẫn buộc bình thường á? Đúng. Thế là hay gì à? Vẫn buộc như dầu tre nhưng mà cái áo là... Đấy. Cái khung này thường thường anh làm cho dầu lắp ghép này là anh cứ để nó thừa thừa ra xong bắt đầu chặt dần phải không? Cứ thừa ra tầm 3 phân là đẹp. À, nó cong quá là mình lại chặt bớt đi phải không? Con này chăn con này là 1 mét. Ủa, mịn nhỉ. Cái chỗ này mịn vãi đạn rồi anh em. Sướng. Nó giờ nhạy hết rồi. Thôi mình đến đoạn đấy thôi. Ba, 2 mét mấy đây? Ngoài. Thôi 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 thôi. Định rủ anh BK nhưng mà thôi. Ngoài. Giấm mình còn không ngửi được, bắt người ta ngửi. Mới bị giống luôn. Con này 2 mét mấy anh nhỉ? 2 mét... 80-05. Đấy còn 2 mét 80-05 nữa. Thì đấy không? Thì đấy không? Thì chào. Kẹo đấy rồi cắt. Thôi nó gọn. Kẹo. 2 mét 80. Dính kẹo đấy rồi. 2 mét 8. Bắn mấy cái nipi. Con này nó bao gió tầm bao nhiêu anh? 40 á. Ui kín luôn. 40. Anh Dương trước anh làm bên nhà quảng cáo. Em đóng khóa nhá. Đóng luôn. Ăn luôn rồi. Đeo lên. Nhưng con này đóng sướng nhỉ. Những cái con hàng mới như này đóng khóa quý. Trời ơi, vẫn bị thừa không nhỉ trời. Hả? Vẫn bị thừa không? Con thừa ra một tí. Nó vuông như kẻ chỉ ấy. Con thừa ra một tí cho nó đẹp. Nó vuông đét này. Ra, anh em. Như vuông. Bỏ ra là hết luôn mà. Cháo bây giờ nhéo đi giữa nghệ nhân làm diều nó đấy. Quen rồi hay sao không biết này. Chính ra nhá. Quạt chơi suốt ngày đấy. Chính ra từ cái lúc mà mình làm video về diều, làm YouTube về diều đến giờ chưa bao giờ mình làm được một con diều nào lắp ghép đâu. Lắp ghép mà nét như thế này đâu. Chưa bao giờ đi mua áo về. À có nhỉ, trước làm cho thằng Minh phải không? Một con màu trắng 2 mét phải không?
nhìn nó nát vãi đạn, lắp ghép tre có nghĩa là cái trình độ vót tre lắp ghép của mình nó chưa đạt đến cái cảnh giới nó thượng thừa. Đang chưa không tuốt ra làm gì. Cái lỗ kia để xỏ vào cho nó chắc ấy. Nhìn keo trái đấy. Cái này keo ở đâu? Làm tượng trưng luôn. Giá cho. Đâu? Chưa. Đấy là thằng may nó dính keo vào ấy. Đẹp cái thằng nhá. Đây là một con diều 2m8. Đâu ngoài này em? 2m8 cỡ so vàng. Ai nó co vào nhiều. 17 Thái Bình. Chỗ nào Thái Bình anh? Hả? Chủ diều chỗ nào Thái Bình ấy? Tiền Hải Thái Bình. Tiền Hải Thái Bình à? NTN à? Đúng không? À, NTN chuyển trên diều. Con này ship là NTN các bạn nhé. Bây giờ thì sẽ đợi lắp sáo và đi test thôi. Con này con này nó rơi tầm bao tiền đấy anh nhỉ? Cả diều cả sáo 2 triệu. Cả diều cả sáo 2 củ à? Biết. Ngon nhỉ, 28 cả diều cả sáo 2 củ. Mới cứng. Đi. Đi. Đi test rồi các bạn ạ. Như này nó được gọi là căng chưa anh? Kìa. Căng rồi. Căng quá. Mình chơi trống. Căng quá anh. Biết anh, anh em thích nghe trống. Chính là cái diều chi mà thả trùng ra nó nhẹ gió hơn đấy. Không nó mềm hơn đấy. À vâng. Nhạc cứ để mấy bộ khâu diều ấy. Em nghĩ carbon nó phải diều to chứ diều bé ấy. Hay carbon là carbon to nó mới nhẹ gió rồi. Càng cơ bằng nhẹ gió là nó lấy gió nhiều. À chứ còn bé là diều bé càng diều tầm 1m8 không làm con diều che đâu mới vất vả. Đúng rồi. Sửa 3 lần lên. Test. Và đây là cái công đoạn thích nhất trong cái video. Ôi con này rực rỡ nhỉ. Màu con này rực rỡ nhỉ. Chốt 17-17-71 anh em ơi. Tối nay về bờ nhá. Nếu mà không có thằng nào Nghệ An đặt diều anh nhỉ? À, có chưa? Ba bảy à? Có đầy rồi, đầy luôn. À đầy rồi. Không có số đâu. Nào à. Bây giờ lại mốt cái số này thật. Mai em giới thiệu. Xương chơi gì kiểu gì cũng mốt cái đấy. Mai mình sẽ giới thiệu cho hậu cáo chơi diều sáo các bạn ạ. Mai phải rủ hậu cáo chơi diều sáo. Hậu nào? Hậu cáo anh. Cáo thằng nào? Hậu cáo cái thằng mà nó hay ăn sống ấy. Ấy. Phật cày sống cứt kìa. Phật cày sống cứt kìa. Phật cày cứt đi. Máy quay quá không nhỉ. Này thì 37 Nghệ An. Anh không có ai biết anh em là Phật cày dám mà cứt đâu. Đấy Phật cày sống cứt một cái cảm nhận của anh Dương thích không? Thích. Rất vui. Đấy là cái tội nghiệp quật em ạ. Nghiệp quật đấy. Cứt nó quật thẳng vào chân. Bác ạ. 2m8. À, mình vừa nghe anh Trường anh bảo là người khác làm khung thì không biết, nhưng mà anh ấy làm khung là con này nó cõng tầm 4 lạng rưỡi. 2m8 ấy, cõng tầm 4 lạng rưỡi. Này, anh ấy cõng toàn thân cân. Cái ngày anh Dương nghe nói phép mà, anh em cứ tin. Đấy em đứng đây xong anh chạy ra tận ngoài kia kìa. Tầm ra mình tái ra ngoài đấy. Đơn D60, một combo diều. Chạy bừa ấy, ôi. Hai củ làm gì có gió đâu mà chạy vừa. Cái này rộng. Nhất ăn được mấy cái cọc kia rồi đi. Bây giờ chạy nó cứ lộ phải đâu chạy. Hay không? Quay mới video cho lên. Quay test gửi cho khách các bạn ạ, uy tín luôn. Một bạn khách đến từ Thái Bình. Uy tín luôn, chuyển khoản hết sạch. Con diều này cả diều cả sáo, chuyển khoản hết sạch luôn. Rất uy tín. Đó. Nhưng được cái anh Dương này nhìn mặt không đến nỗi nào, thế cho nên là người ta cũng tin tưởng. Mặt nó hơi giống nghiện kia. Không có nghiện nào mà béo như kia đâu, đúng không? Không có con nghiện nào gầy như kia đâu, lúng la lúng lính. Lúng ma lúng bính. Tí chạy đít nó kiểu lắc lắc không? Đập vào nhau. Hay có mông đập vào nhau. Thôi được rồi. Dài nữa ra. Dài nữa ra. Mèo, anh em chuẩn bị xem con diều này lên nhá. Hôm nay thì một cái không gian rất là yên tĩnh để cho anh em có thể nghe tiếng sáo. Mười bảy mười mốt
Nào. Anh em mắc loa đeo tai nghe lại giúp mình nhá. Nào. Các anh ơi. Hả? Cho lên tí đi. Lên được anh ạ. Lên một tí nữa. Thái Bình. Kéo quần lên. 17 Thái Bình chào anh em nhé. À, bác chạy rồi. Nào, chốt. 23 lên này. 17 Thái Bình chạy anh em nhé. Nào. Đã bảo là cho nèo vừa thôi, cho nèo quá làm gì? Cho nèo quá, lên quá làm gì? Nó đảo anh nhỉ? Nèo xuống xuống một tí thôi. Không ở tận tay. Con này chả bao giờ kéo được tận tay cả, nói thẳng. Đã bảo rồi, anh ấy cho nèo cao quá. Nèo phải xuống. Anh đang cố thể hiện với bản thân là mình giỏi. Anh ơi, cho nèo xuống chạy lại phát nữa. Chạy ngược lại. Rồi, mai là con để dưa đấy, quay lên được ai. Cho nèo xuống tí, không chạy ngược lại nhỉ. Con này là thực tế ra thì nó là lên rồi nhưng mà nèo nó hơi cao, anh phải cho nèo nó xuống tí. Ừ, con này trao đẹp, tại vì nèo hớt nó mới trao kiểu đấy. Nèo hớt quá lên rồi, gió lại gió to lại quay được cả hai bên. Rồi anh để cái điều đấy, cầm dây chạy ngược lại. Này cầm hộ nó, ấy cầm. Con này chỉnh cái thôi đấy. Điện thoại giống một các cụ nhỉ. các cụ hay dùng cái ốp như này để đóng vào kiểu quyển sách kìa. À quyển sách kìa. Cái đâu? Viên gạch tàu. À, ở dưới này nó phải có cái bút để rút ra chấm chấm. Gió mất mất bay đường này. Tôi đứng đi hướng này. Các cụ ngày xưa là điện thoại này dùng hay kiểu này này, có người gọi tên 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 tên. Chúng ta chấm một mổ này, mở này, bật nắp bịch phát ra. Chúc các chào. Ôi dề ơi. Quấy rồi. Có thể rút rồi. Quá đâu. Không giáp. Không vào các cụ kiểu anh Dương ấy. Dùng điện thoại anh Dương hết rồi này. lướt này nha anh Dương nha. Đấy, như thế. Nheo nheo mắt rồi cơ. Lắm hôm dùng kính lão. Đấy, nóng vào. Uy tín luôn. Ông cái ốp này thì rất là uy tín. Ốp này mà rơi thì sẽ không sợ hỏng điện thoại. Phải không anh? À rồi cẩn thận lắm, mà trong này cũng có ốp này. Không, cái ốp này nó dính vào luôn mà. À đây à? Nó là ốp visa. Quá là sợ. Ra gì anh? Đi ra trốn lúc nãy mà. Anh ơi. Ôi, cái này nó là da lộn à? Da lộn. Nào. Mày khéo anh Dương anh chạy phi mày. Đánh ra ra. Đánh ra cho lửa đi. Đứng sang bên này anh này còn nhảy sang bên này anh chạy nữa gì. Ông anh chạy thẳng mà. Đang đi gần đến đây nhảy em bên này. Anh em cùng xem cái pha kéo ve tận tay này nhá. Combo hai củ, em dài quá chịu chơi. À, không biết là anh dài hay em dài, nhưng mà chủ diều quá chịu chơi. Hả? Đóng à, cắt hết chưa? Cắt đi.
Ây, nặng thế cơ à? Đi theo dần, đi theo dần đi. Kéo sắp đây. Ôi, rút ở đây, không rơi. Cụ Dương mắng chết. Đấy, anh em quay rượu, em quay rồi. Mà mắng. Ôi. Ừ. Nào, tận đây đi anh, tận đây nào. Ê. Nào. Rồi, 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 rồi. Quả đấy hốt không? Quả đấy nó cắm đất. Quả đấy mà nó vào cái hàng rào kia thì chấm hết luôn. Ok. Xong rồi các bạn ạ, vừa rồi thì anh em cũng có thể nhìn thấy một cái màn là test diều rất là hấp dẫn từ anh Dương phải không? Kéo về tận tay. Kéo tay về sát mặt lúa. Đấy. Thì trong cái video này chủ yếu mình muốn cho các bạn xem và khoe các bạn con diều này thôi. Đấy. Chứ còn con diều này thì có khả năng phải đúng không? Tính ra tính sơ sơ mà hai củ cả diều cả sáo để mà mình sở hữu được con này thì chắc phải mất tầm gần một tháng lương ấy. Một tháng làm YouTube cho mày. Đấy, gần một tháng lương. Tháng em được có hơn 3 triệu. 2 triệu bỏ bữa ăn sáng ấy em. Hơn 3 triệu thì mua con diều này mất 2 triệu rồi thì còn triệu làm gì? 1 triệu tiêu. Anh tưởng bằng bữa ăn sáng của chú rồi. Ui, bằng bữa ăn sáng của em. Đấy, chỉ có anh Dương anh ăn sáng 2 triệu thôi các bạn ạ, chứ không ai ăn ít. Ăn ít cho như anh 2 Dương. Triệu tiêu hơi quả. Ok các bạn, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nhá. Anh em nào mua diều thì có thể liên hệ anh Dương và đặt khung che lắp ghép thì liên hệ anh Trường. Đấy. Còn xem YouTube thì xem mình. Còn xem YouTube thì anh em nhớ đăng ký cho mình nhá. Nhớ like và đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nhá. Bye bye anh em. Ừ.